ngày 19 tháng 5, ông Lê Hữu Chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Ê Bư, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với ông Đoàn Ngọc Vĩ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đoàn Thành Đắk Lắk, chủ khu du lịch Đoàn Thành Horse Farm, tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của người này tại thôn 4, xã Cư Ê Bư. Theo ghi nhận, tại khu du lịch Đoàn Thành Horse Farm có 5/8 công trình xây dựng trái phép đã được tháo dỡ. Trong đó, khu vực hồ bơi đã được san lấp, hệ thống đường bê tông, các công trình nhà gỗ cũng đã được phá dỡ gần xong. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Ê Bư cho biết, hiện chỉ còn khu vực nhà kho. Theo tiến độ, trong ngày 20 tháng 5 sẽ tháo dỡ hết các công trình sai phạm của ông Vĩ. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đã có bài viết khu du lịch núp bóng trang trại nuôi ngựa. Phản ánh khu du lịch Đoàn Thành Horse Farm xây dựng nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp để phục vụ du lịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã yêu cầu ông Đoàn Ngọc Vĩ tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trước ngày 20 tháng 5.